Trời ơi, đang yên đang lành tự nhiên bỏ chạy vậy. Vũ gì? À, đây có nhóm các bạn trẻ lên chơi cho khỉ ăn này. Chiều hôm nay khỉ xuống đông quá, trời đông luôn nha các bạn. Và theo thường lệ thì giờ này là khỉ nó xuống đồng. Bây giờ là 5 giờ nha các bạn. Bữa nay trời cũng âm u, tối thui, giống như là sắp chuyển mưa rồi. Có nhóm bạn trẻ này lên cho khỉ ăn là coi như là mấy ảnh em rồi đó. Ăn xong chập này là có thể rút lên đi ngủ được rồi. Mấy khỉ này nó ngủ sớm lắm nha các bạn. Khoảng chừng 6 giờ rưỡi là mấy ảnh rút lên, mấy ông ổn định cái chỗ. Rồi khoảng tới 7 giờ là thấy êm ru hết trơn, là biết mấy ảnh ngủ hết trơn à. Mấy ảnh ngủ sớm lắm. Và sáng mấy ảnh cũng về sớm, tại vì mấy anh ngủ qua trời mà. Đó, vô con. Nên sáng vô con. Là mặt trời mọc lên hừng đông cái là mấy anh đã thức rồi. Có khi là 4 giờ 4 rưỡi là mấy anh đã nhảy đùng đùng trên nóc nhà rồi. Giờ đó là giờ mình ngủ ngon á, mà mấy anh nhảy đùng đùng trên nóc nhà rồi là coi như mình khỏi ngủ luôn. Mà mình chờ mấy anh hết nhảy á là mình cũng tỉnh luôn. Phải đâu, nó là ăn chó đầu khỉ. Hay quá chú ơi. Đây là con này nãy hết rồi, nó gượt đầu nó ăn rồi. Nó gượt cái. Gượt này nãy để cho nó ăn. Thằng nào? Hay không, cho nó ăn. Mày nó không mặc luôn á. Đúng là con người mà tóc quắn thì là điếm nhất. Này điếm nè. Con khỉ đầu chọc mà đéo. Cái này đầu chọc gì nữa, người ta có cái đầu chuyên sự, ảnh đâu có đâu. À, cái bạn nhỏ sau lưng kìa. Đó. Si đã tèo. Trời ơi, si đã tèo. Này cái đầu đã ra dựng. Con này đầu dựng nó không có đựng được đúng nhiều quá đâu nữa. Ăn còn dễ mình ăn nữa. Thấy vậy, để bây giờ tao mới biết nha, bây giờ để tao ngồi tao nghiên cứu nha. Con nào giống mày nhất? Con nào giống mày? Mày sao nó đâu? Mày ngồi một khổng rồi. Rồi mày nào giống mày nhất? Cho nó ăn xíu là mình khỏi ăn luôn á. Là mình khỏi lên kia ăn luôn á. Ra gì cho con. Cái đầu mày bây giờ nè. Hai con cầm đi. Hai giờ con này. Đi bán hàng du lịch gì? Anh có gì anh? Là sao lít xanh lắm rồi. Còn thật sự để lại tự nhiên nhớ mà anh không? Anh ta có lại hết nha. Chúng ta muốn xài tiền cứ lên đây. À, lên đây con. Ngày khô giống khỉ nè. Mày không có tóc lượng chơi đó. Thôi mình đi ăn thôi. Đi ăn đi. Mày no chơi tối lắm rồi đó. Đó no rồi đúng không? Chạy đi. Cái này béo phì rồi. Rồi, lát tối về coi YouTube nha. Dạ. Kênh của bác là gì để con đăng ký luôn? À, cảm ơn. Có thể kênh Núi Khỉ V3. Núi Khỉ V3.
Mọi người nhớ ủng hộ kênh Núi Khỉ V3 nha mọi người. Anh cứ nhớ năm nay đã ngon nghe 30 rồi, sang mua 5,000 rồi tôi 3,000 trà đắng. Anh nói lỡ on play để biết chuyện trên đời, đang cái tật bình thường cũng phải gần nghìn like. Anh thanh niên năm nay mà chẳng thấy vợ con gì, anh nói mấy cô yêu nhưng anh không cần người yêu. Ba má anh sang ra vẫn vội vã chạy đi làm, anh nói anh còn nhỏ nên đã biết làm gì đâu. Rồi một hôm anh gặp cô gái vàng, cứ thế lòng thần thơ đêm ngày ôm nhớ mong. Để rồi chợt nhận ra anh bỏ quên quá nhiều, nghĩ đến ba má anh lại thấy thật buồn. Là do em vẫn quên, chính em quên, khiến chàng trai đổi thay không còn như trước kia. Tình yêu đã dần thay, anh vui rồi. Thế là bây giờ đây anh đã biết yêu rồi. Chẳng lẽ là quan sát anh đã không còn như cái sao mãi mãi một mơ nữa đâu. Vì là cho em quên, cho em quên, anh lại tình yêu dành đổi thay bằng thương mỗi ngày. Yeah. Okay. Anh kể về những ngày xưa lúc anh còn chạy còn dream trên đường. Sáng đến tận trưa tóc tai vuốt ngược mạnh như đan trường. Và anh thân tính hay ngại, tụi con gái cứ lại là quen. Chẳng qua là anh không thích chứ một khi nhích thiếu gì mà em. Ghê nữa ông. Người ta khỉ năng cái cây thôi.